Hey, xin chào tất cả bạn đã trở lại giọng Professional. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách sửa máy khoan nè, máy cắt nha các bạn. Nó không chạy nha các bạn. Mà bạn đón xem. Let's go. Máy cắt này mà nó không chạy nó có ba nguyên nhân nha các bạn. Thứ nhất là nó hư dây công tắc nha các bạn. Có thể hư công tắc nữa. Rồi đứt dây. Rồi, nhân thứ hai là nó thể hết than nha bạn, hết than. Hoặc nguyên nhân thứ ba là nó cháy lỗi nha các bạn. Giờ mình sẽ mở ra rồi mình kiểm tra nó nha các bạn. Thì đây mình đang cắm điện rồi nè các bạn, mình đè công tắc lên thì nó không có chạy nha các bạn. Giờ bắt đầu mình tháo ra mình kiểm tra nha các bạn. Cái này nó hơi bóp nha các thì đây là công tắc đó nha các bạn. Sau khi mình tháo ra mình đo thì công tắc nó vẫn còn hoạt động nha các bạn. Thì mình kiểm tra thấy nó bị đứt dây ngay đây nha các bạn. Để mình hàn dây lại ngay đây nha các bạn. Mình kiểm tra công tắc ok, mình gắn công tắc lại cho bạn, mình chỉ hạn dây lại thôi để mình test thử. Thank you.
Giờ mình găm mình test thử nhé bạn. Vậy là ok các bạn, nó chỉ bị đứt dây thôi. Chúc bạn kiểm tra và sửa thành công. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Bạn thấy clip hay thì hãy cho mình một like, một subscribe nhé các bạn. Chúc bạn xem clip vui vẻ.